Hello tất cả các anh em nha. Hôm nay tiếp tục chạm xe Đức thi mô tô Thủ Đức lên những mẫu xe cực kỳ đẹp, cực kỳ keng cho anh em luôn. Đây là hai mẫu xe em chuẩn bị sắp tới giới thiệu cho mọi người đây. Mẫu Winner X ha, ABS biển số tỉnh, anh em rút hồ sơ sang tên OK hết nha. Giá là 33.800.000. Đăng ký 2021 luôn. Ô đồ mới có mấy ngàn cây thôi, xe cực kỳ đẹp, bản màu camo nha mọi người. Đấy. Quá chất luôn. Anh em nào đang có nhu cầu tìm kiếm một mẫu xe đi làm ha, đi hàng ngày đi phố rất là ok nha. Xe này là do anh khách bên em up ô tô nên dư ra. Rồi, đây là mẫu Honda CBR 500 R dòng Sport City, khá là mạnh. Quá trời đẹp luôn. 2019 nha, giá là 133.800.000. Biển số tỉnh, anh em rút hồ sơ sang tên đều ok nha. Ô đồ cũng mấy ngàn thôi mọi người. Xe cũng được trang bị chống đổ nguyên zin, nguyên bản luôn, cực kỳ đẹp luôn. Dán keo trong. Quá trời đã luôn anh em. Rồi thì bây giờ em sẽ vô chi tiết để cho anh em có thể được chiêm ngưỡng nha. Rồi anh em ở xa có thể cũng có sẽ xem được một cái xe kỹ lưỡng để có thể là nhanh nhẹn chốt cọc với bên em nha. Ok, chờ em sắp xếp lại cái. Rồi đầu tiên giới thiệu cho mọi người mẫu Winner X ha, ABS biển số tỉnh. Sang tên rút gốc ủy quyền đều ok hết nha. Giá là 33.800.000, đăng ký 2021. Đó, xe ô đồ mới có ngàn cây đây. Xe đây là anh khách bên em up mô tô ha, nên sẽ dư ra mẫu xe này. Anh em nào có nhu cầu mà tìm kiếm một mẫu xe để đi làm hàng ngày hoặc là up CC dần dần á, thì alo trực tiếp giùm em nha. Một mẫu Winner khá là đẹp, bản camo ABS camo xanh nha, quá đẹp luôn. Xe len ken, xe zin, ô đồ mới có mấy ngàn thôi, gai vỏ còn gì cui nha mọi người. Đẹp tuyệt vời luôn. Quá đã, ốc tán thì khỏi chơi, sáng ken sà beng luôn. Xe đi mới có mấy ngàn nên là khỏi chơi luôn. Bản màu camo, màu cũng màu mới, quá đẹp, màu xanh đen nè mọi người. Xe thì về tới tay tụi em là phải sạch sẽ, len ken. Anh em nào có nhu cầu giao lưu trao đổi cứ bất cứ thể loại gì, xe chính chủ chính ngạch là ok. Xe quá đẹp luôn. Ốc tán nè mọi người thấy không, trắng sáng luôn á, còn cực kỳ chi tiết luôn, cực kỳ sắc nét luôn. Gai vỏ gì cui à, sâu luôn. Nhẹ tưng. Quá đẹp luôn anh em. Xin nhanh gì còn luôn, đầy đủ luôn á. Xe như xe đập thùng vậy đó. Nè, gai chỉ là còn luôn nè. Không, quá trời luôn, quá trời đẹp. Cái len ken sà beng. Ốc tán rồi này nọ. Một mẫu xe đi trong phố rất là tiện lợi nha. Nếu anh em nào dùng những mẫu xe con tay đi lại hàng ngày đi làm, đi Winner X là ok rồi. Côn nhẹ, máy móc bền, tiết kiệm xăng, ABS nữa, an toàn cực kỳ. Đây các chi tiết trên xe còn rất là đẹp luôn. Ốc tán đồ chấm đồ ngay bon hết, cực kỳ đẹp, quá đẹp. Em để máy cho mọi người nghe. Có tem tiết kiệm năng lượng luôn nè. 2021 là có tem nè. 100 cây 1,7 lít thôi. Ốc tán dĩa sáng trưng nè, ken sà beng luôn. Dấu chấm, dấu phẩy đồ này nọ là đầy đủ luôn nha anh em. Dĩa thẳng luôn. Chung mà xe không có cái bàn, thiếu cái thùng thôi.
mặc dù đi mấy ngàn rồi nhưng mà vẫn còn rất là đẹp đó, chỉ còn thiếu cái thùng thôi, tuyệt vời luôn. Đây ô đô thật luôn đó, 5.000 mấy thôi, nhìn chất xe là anh em đủ hiểu rồi xe nó như thế nào ha. Đó, tuyệt vời, quá đẹp. Rồi này là do khách up mô tô mới dư ra được nha, những cái mẫu xe đẹp như cho anh em nha. Đó, anh em nào đang cần có nhu cầu thì alo giùm em nha. Honda Winner X ha, bản ABS, biển số tỉnh, anh em rút hồ sơ sang tên đều ok nha. Giá là 33.800.000, đăng ký 2021, cuối 2021 nha mọi người. Đó, xe bản màu camo cực kỳ đẹp luôn. Rồi anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp giùm em nha. Rồi em sẽ qua mẫu thứ hai, mẫu CBR500 nha. Rồi sau khi review xong mẫu 1 em sẽ tiếp tục tới mẫu này để cho anh em nha, để anh em xem được kỹ không, siêu lướt luôn, siêu đẹp luôn. Đây là mẫu Honda CBR500R ha, biển số tỉnh, anh em rút hồ sơ sang tên đều ok hết nha. Giá là 133.800.000, đăng ký 2019. Đó, xe cực kỳ đẹp luôn, xe đúng chủ chùm bền, ít đi lắm mọi người, không mới có mấy ngàn cây ha, máy móc thì cực kỳ êm luôn. Máy Honda thì khỏi phải chơi rồi, mà hai máy nữa anh em đi tour đồ này nọ các thứ đó, rất là nhẹ nhàng ha, và tiết kiệm nhiên liệu, dễ thẳng nè. Dòng ABS còn rất là đẹp luôn, sáng trưng, vỏ thì thôi dày cui không, quá trời dày luôn. Dàn áo là dán keo trong nè, em về em lột ra thử là còn rất là đẹp nên thôi em để luôn nha. Anh em mua gì nó có mua thì về chịu khó dán lại là bao đẹp luôn, không anh em, cực kỳ nét luôn nha. CBR500R dòng bọt city lên bộ che két đây đó, cổ bô nè, quá đẹp luôn. Xe đã được tụi em vệ sinh trong ngoài cực kỳ ken luôn, giới thiệu tới anh em là phải những xe ken, xe đẹp. Có sẵn bộ chống đổ luôn, ốc tán là khỏi phải bàn nha, đó, đẹp nhức nách, quá đẹp luôn, hoàn hảo tới mọi chi tiết cho anh em luôn nha. Anh em mua về là chỉ có việc đổ xăng và chạy thôi đó, không cần bàn bất cứ thứ gì hết trơn á, bô zin quá đẹp. Anh em nào ưng bộ độ thì bên em có hỗ trợ luôn nha, có sẵn những món đồ chơi lướt cho anh em luôn, giá cực kỳ ưu đãi khi mua xe bên em kèm theo. Đây là dĩa sau, ốc cốt, ốc tán đây còn chụp luôn nè, rất là kỹ, rất là đẹp luôn. Bảo vệ con ốc này là mở ra là hết hồn luôn á, vỏ gai còn dày cui, quá đẹp. Xe dính nhìn zin nên em cũng không biết nói gì, show chậm rãi cho anh em xem thôi. Đây nhông xin dĩa, tem thông số gấp, nhông sên, quá đẹp luôn, đầy đủ len ken. Mọi người ốc tán chân chừng à. Ngoài ra anh em mà có nhu cầu giao lưu trao đổi tất cả các dòng xe ha, tụi em hỗ trợ hết nha anh em. Anh em cứ việc alo trực tiếp cho em, tụi em tư vấn. Còn đổi xe hay là bán xe gì đó, anh em mang xe đến trực tiếp cửa hàng để được định giá chính xác nha. Tụi em không có định giá qua điện thoại được ấy, không biết xe anh em như thế nào, định giá mất công anh em mất lòng, không có vui. Tán đồ ken xà beng luôn, đây có lên đồng hồ báo số COSO nè, báo vôn, nó lộn, báo vôn chứ không phải báo số, nhầm, báo vôn, báo bình đó. Ô đô mới có 6K4 không, 2019 mà đi mới 6K4 là xe đắp mền dữ luôn á. Nhìn chi tiết xe là anh em đủ thấy xe nó như thế nào ha, xe đẹp cỡ nào nha, len ken bá dội luôn á. Rồi mẫu Honda CBR500R biển số tỉnh, anh em rút hồ sơ sang tên đều ok hết nha. Giá là 133.800.000, đăng ký 2019,
Đó, anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp giùm em nha. Quá trời đẹp luôn. À, ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều mẫu xe đa dạng ha, được cập nhật hàng ngày ở trên website thimotothủdức.vn. À, anh em nào có nhu cầu hay muốn tham khảo thêm những các dòng xe thì cứ truy cập trực tiếp vào website nha, để cập nhật những mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng. À, quá trời luôn, quá trời luôn. À, cực kỳ đẹp. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi nha. À, bye bye anh em. Giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe hải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi. Thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao ta, cái mình thì mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn. Tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này kia chê xe xấu nha, thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu trần áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Rồi. Rồi, vậy thì xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát, thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con, người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi, thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á thì có tặng nhớt nè. Tụi em tặng nhớt, tặng nó bảo hiểm, tặng nó bảo hiểm thường, tặng nhớt nha, nhớt Motul với là Hux Colin nè. Đó, với này là có bảo hành cho anh em luôn, có bảo hành cho anh em khi mua xe. Đó, đây là cái địa chỉ tiệm của em nè, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây, cái tiệm của em đây. Đó, mô tô Thủ Đức, ok nha mọi người. Đó, tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha, trạm xe lướt. Đó, à em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha mọi người. Thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em, rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết, miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua em bot nè, có 3 hình thức trả góp nè, trả góp qua em bot thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình quẹt bấy nhiêu, rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, cái bình thường thôi, không có lãi gì đâu, cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người, gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn, đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết nha.
từ 100cc tới 1000cc. Đây, xe quá trời nhiều luôn. Đó. Em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị. Xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết. Có ship xe cho anh em ở tỉnh nha. Có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng thì tầm có triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết. Hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không? Quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó. Ok nha mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha. Alo giùm em mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ, mình mua xe mấy trăm triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn. Chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn người này người kia. Thì mình cứ gọi đi có nhiêu tiền đâu. Mình được cái con xe ngon. Với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào đó, xem cửa hàng nó như thế nào rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.